Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hơn 200 người tại Đại học Đông Đô cấp bằng giả. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung, xác định Đại học Đông Đô đã cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho tổng cộng 203 người. Bộ Công an cũng nói đã chuyển danh sách những người mua bằng giả này lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trong số các cá nhân này, xác định có 5 trường hợp đã sử dụng bằng giả để học nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai người dùng tới tờ giả để học nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Một trường hợp để học nghiên cứu sinh tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và 2 trường hợp khác ở Học viện Khoa học Xã hội. Ngoài ra, một trường hợp bị phát hiện sử dụng văn bằng giả do Đại học Đông Đô cấp để thi thăng hạng viên chức tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Đây là hình ảnh chương trình đào tạo tiến sĩ thạc sĩ của Đại học Đông Đô. Truyền thông nhà nước cũng loan tin vào ngày 17 tháng 2 cho biết Bộ Công an đề nghị truy tố ông Dương Văn Hòa là cựu hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô và 9 người liên quan với cáo buộc giả mạo trong công tác. Cơ quan điều tra cũng xác định ông Dương Văn Hòa phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 200 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả. 9 bị can khác là cựu cán bộ lãnh đạo cơ sở giáo dục này cũng bị xác định vì động cơ vụ lợi nên tham gia cấp bằng giả mà không tuyển sinh đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng. Tin nói tổng số tiền học phí của văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô thu về là hơn 24 tỷ đồng. Trong khi đó, trường này cung cấp danh sách 2.500 người và nói nộp hơn 18 tỷ đồng. Trong số 203 người đã được xác định nhận bằng giả Đại học Đông Đô, 166 người đã bị xác định đã đóng tổng cộng 2,6 tỷ đồng. Kết luận bổ sung của cơ quan điều tra cũng cho biết đã tách vụ án và tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm của những quan chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan tới hoạt động của trường Đông Đô. Trong diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa công bố danh sách 16 trường đại học được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đó, có 16 trường đại học ở Việt Nam được cấp chứng chỉ tiếng Anh nêu trên gồm Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thuộc Đại học Ngoại ngữ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cùng những trường khác. Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được áp dụng từ tháng 1 năm 2014, được chia làm 3 cấp như sơ cấp, trung cấp và cao cấp, và 6 bậc tương thích với các bậc như A1 cho đến C2 trong khung tham chiếu châu Âu. Ngoài ra có 135 trường đại học, học viện và 46 cơ sở giáo dục đào tạo được cấp giấy chứng chỉ sử dụng thông tin. Đây là hình ảnh các bị cáo Dương Văn Hòa, hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang, phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Văn Thủy, cán bộ đào tạo. Bộ Công an Việt Nam cũng cho biết vào hôm 25 tháng 11, xác định trong số 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả, có 55 trường hợp sử dụng bằng giả để bảo vệ luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, 55 vị tiến sĩ bằng giả này hiện đang được giữ bí mật danh tính, khiến dư luận tỏ ra hết sức bất bình và hoài nghi. Và liệu trong số này có bao nhiêu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lò ngày ngày? Được biết, cũng có nhiều vị tiến sĩ dùng bằng đại học giả này là cán bộ công chức. Có lẽ đây cũng là lý do tế nhị mà báo chí và cơ quan điều tra muốn giữ kín tên, tuổi và chức vụ hiện nay của họ. Những người này hiện không thể xác định là ai, đang làm việc ở đâu, sử dụng bằng hay chưa. Điều này có thể dẫn tới hệ lụy các tấm bằng không có giá trị nêu trên được chủ nhân sử dụng vào mục đích khác nhau mà không bị phát hiện. Với 409 cá nhân chưa thể xác định, nhiều người trong số họ cũng có thể đã sử dụng văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô vào mục đích tương tự. Hiện nay, 55 vị tiến sĩ dùng bằng đại học giả này vẫn được giữ bí mật danh tính. Tuy nhiên, dư luận xã hội đòi hỏi phải công khai tên tuổi và chức vụ của họ, cũng như xử lý cụ thể như thế nào. Và cho đến thời điểm này cũng chưa có bài báo, nhà báo nào có thể tiếp cận thông tin công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng. Bình luận về sự việc này, nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Quý vị mua dâm người mẫu các thứ được bí mật danh tính. Con cái quý vị hối lộ nâng điểm được bảo vệ danh tính. Quý vị leo lên máy bay nguyên thủ đi ké sang Hàn Quốc cũng không bị lộ danh tính. Rồi bây giờ quý vị dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ, quý vị cũng không bị công khai danh tính. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã nêu thái độ như thế. Cơ quan công an cũng đã kiến nghị các cơ quan chủ quản
xử lý cán bộ theo quy định đối với 58 người. Hai trường hợp còn lại là một người đã chết, người còn lại xin thôi không học thạc sĩ trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án nên không kiến nghị xử lý. Và dấu hỏi rất lớn là danh tính của 55 người đã dùng bằng Đại học Đông Đô để bảo vệ luận án tiến sĩ là những ai, những quan chức nào đang dính líu đến chuyện này. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn tái cử với 100% phiếu bầu, mặc dù ông ta đã bị tố cáo tới 70% nội dung luận án tiến sĩ là sao chép copy của người khác. Nhiều người cho rằng phải công khai danh tính 55 người đã dùng bằng giả của Đại học Đông Đô phục vụ cho việc xét tuyển nghiên cứu sinh, làm luận án tiến sĩ để xem hiện nay họ đang công tác ở đâu, làm nhiệm vụ và vị trí gì. Một giảng viên đại học nêu ra ý kiến như sau. Tôi không thể tưởng tượng được khi đọc thông tin có đến 55 người dùng bằng giả cho việc xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Bằng giả tức là bằng không có giá trị, không có học tập mà có. Cũng có thể những người này không biết lấy một chữ tiếng Anh nhưng dùng tiền mua bằng để vượt qua tiêu chuẩn về tiếng Anh phục vụ cho nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Thử hỏi một nhà khoa học nhưng đến tiêu chuẩn ngôn ngữ cũng không có, chưa nói đến việc đạo đức của người làm nghiên cứu cũng không có, thì họ có xứng đáng với hai từ tiến sĩ hay không? Một người làm nghiên cứu khoa học mà gian dối thì không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị phải công khai danh tính của những người này để dư luận biết, để thấy những con người dối trá làm khoa học như thế nào. Nghiên cứu sinh và tiến sĩ mà trắng trợn mua bằng, làm giả chứng chỉ để lừa lọc thì không có đủ tư cách. Không có lòng trung thực mà lại tham gia vào nghiên cứu khoa học để trở thành tiến sĩ rồi từng bước leo lên, tiến xa trên con đường quan trường thì thực sự những con người ấy sẽ gây nguy hại cho xã hội. Và phải công khai danh tính 55 cán bộ đã mua bằng giả để phục vụ cho việc làm luận án tiến sĩ này. Xem hiện nay họ đang làm công tác ở đơn vị nào, đảm nhiệm vị trí gì, nếu cần thiết thì đề nghị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự vì tội mua bán bằng giả. Đây là hình ảnh trường Đại học Đông Đô nơi cấp bằng giả cho những người được báo chí tiết lộ là có uy tín cao. Phải mạnh tay để làm tấm gương cho những tiến sĩ dởm có ý định mua bán bằng với mục đích làm đẹp hồ sơ và tiến thân. Làm sao có thể chấp nhận những kẻ dùng tiền để mua tri thức, sau đó lại xếp ngang hàng với những tri thức thực thụ, đổ mồ hôi, công sức trên giảng đường, trong các trung tâm nghiên cứu cho được. Nếu không xử lý mạnh tay để họ len lỏi vào đội ngũ tiến sĩ thật thì sẽ làm xúc phạm với đội ngũ nghiên cứu khoa học của nước nhà. Một nhà nghiên cứu toán của Đại học Sư phạm Hà Nội đã nói như thế. Và tờ báo mạng của Công an Nhân dân vào hôm 19 tháng 12 dẫn lời của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ông cho rằng công khai danh tính những người mua bằng tại trường Đại học Đông Đô là việc nên làm. Song việc công khai đến mức độ nào thì cần phải tính toán để đảm bảo thấu tình, đạt lý. Thiếu tướng Lê Văn Cường nhấn mạnh. Và chúng tôi với nguyên văn như sau. Việc công bố công khai danh tính chỉ nên thực hiện trong cơ quan, không nên công khai rộng rãi trên báo chí. Điều này một mặt vừa đảm bảo tính nghiêm minh, nhưng đồng thời cũng không đẩy người ta vào con đường cùng. Đây có thể gọi là công khai một nửa, đúng mức và vừa phải. Còn luật sư Đặng Dũng thì vào tối 30 tháng 12 cũng cho Đài Tiếng Nói AFA biết ý kiến của mình như sau. Vụ việc Đại học Đông Đô làm và cấp bằng giả được Bộ Công an tuyên truyền và nói rằng những người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô nên ra tự thú. Đây là hình ảnh trong một vụ án khác từ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hồi tháng 5 năm 2019. Công an đã thu giữ được tới 1.200 con dấu và 1 tấn phôi bằng giả. Việc làm đó của ngành công an có thể nói là chấp nhận được. Đây là một cách không sai về quy định pháp luật. Bởi vì họ nói như vậy để những người nào làm chuyện sai trái đó đến tự thú thì họ sẽ tùy theo từng trường hợp để xử lý theo luật hay xử lý vi phạm hành chính. Còn một điều nữa, người ta thắc mắc tại sao không nêu danh tính những người dùng bằng giả đó ra, công khai danh tính ra như vậy. Đây cũng là bí mật điều tra của cơ quan điều tra nên họ cũng không nêu tên. Tại vì thứ nhất, đang trong quá trình điều tra và theo luật những người nào chưa bị kết án hoặc chưa bị xử phạt thì người ta vẫn còn là nghi can. Và hơn nữa, họ cho biết những người sử dụng bằng giả đó là những người có uy tín. Bây giờ nêu tên ra như thế thì cơ quan có các ông, các bà sử dụng bằng giả đó lập tức bị tác dụng rất xấu. Người ta bàn tán và không tâm phục khẩu phục. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã nhấn mạnh tiếp như sau. Sai phạm của Đại học Đông Đô không phải chỉ xảy ra trong mấy năm vừa rồi, mà theo tôi theo dõi thì đã xảy ra từ thời kỳ ngay khi trường đại học này mới được thành lập.
trường Đại học Đông Đô bị sai phạm rất ghê gớm. Lỗi của họ lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều năm và không được xử lý đến nơi đến chốn mà cứ tái phạm, tái đi, tái lại. Tôi cho rằng nếu phép nước nghiêm thì Đại học Đông Đô sẽ phải bị đóng cửa sau vụ việc này. Phải cương quyết đình chỉ giải tán trường đại học này ngay và cương quyết không để cho nó núp bóng trường đại học để làm ra những sai phạm tày trời kéo dài hàng chục năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021 với bản tin hơn 200 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả là những ai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần sau. Thân ái, chào các bạn.